Vào 14 giờ hôm qua tại thôn Thán Phốn, xã Bắc Sơn, thành phố móng cái, đội tuần tra kiểm soát đồn biên phòng Bắc Sơn, bộ đội biên phòng Quảng Ninh, trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ hai người Việt Nam và ba người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bộ đối tượng người Việt Nam khác thì đã trốn thoát. Tại cơ quan điều tra, ba người Trung Quốc này khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đánh bạc. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại và điều tra xử lý cách ly các đối tượng theo quy định của pháp luật. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực tuần tra kiểm soát chặt chẽ, không để lọt người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh COVID-19 vào địa bàn.